Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Ở chuyên mục kỹ thuật lần này thì Lam sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về một tính năng ở trên các dòng loa PatiBox nói chung và loa JBL. Dạo gần đây thì mình nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan đến việc tinh chỉnh cái phần bass tone trap ở trên cái loa dòng các dòng PatiBox các bạn nhé. Khách hàng thường hay nhầm lẫn giữa việc hiệu chỉnh ở trên mặt loa này là hiệu chỉnh dành cho âm nhạc, nhưng không phải các bạn nhé. Ở trên các loa đều có thể hiện chữ microphone và các cái phần bass trap này đều chỉnh cho micro thôi các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn muốn hiệu chỉnh cho phần nhạc ấy thì các bạn phải tải app JBL PatiBox và kết nối Bluetooth với các loa này. Ở đây mà mình đã kết nối với một số mẫu loa mà mình đang có sẵn rồi. Các bạn mà muốn tinh chỉnh về phần bass mid trap hoặc là các cái hiệu ứng liên quan đến đèn thì các bạn vào app nhé. Ở đây thì chúng ta có thể nhận thấy ngay là nó sẽ thể hiện thứ nhất là phần trăm pin này đang cắm điện hay không này, và các cái hiệu chỉnh về phần đèn nó sẽ hiệu chỉnh ngay tức thì các bạn nhé, và các chế độ màu đèn luôn, rất là tuyệt vời. Đây, một cái phần mà chúng ta rất là ưa thích đó chính là phần equalizer, các bạn bật lên cho mình và hiệu chỉnh bass, mid, treble. Nó sẽ có rất nhiều lớp và cách hiệu chỉnh, chúng ta hiệu chỉnh làm sao nghe cho phù hợp nhất có thể nhé. Thậm chí là chỉnh bass boost và suộc âm music chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh được, và âm lượng. Đấy, hiệu chỉnh hoàn toàn trên phần mềm điện thoại luôn. Thêm nữa là phần đối với một số dòng như dòng Encore này thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh được phần chuyên sâu của micro ở trong phần mềm. Vì trên mẫu Encore nói chung thì đặc biệt là cái mẫu Encore 2 mic này, Encore Essential này, thì nó sẽ không có cái lúm chỉnh ở trên đây giống như cái dòng Encore 2 mic. Nên các bạn muốn tinh chỉnh về phần micro bắt buộc các bạn phải vào app JBL PatiBox thì chúng ta sẽ chỉnh được bass, treble và phần echo độ vọng tiếng mic. Đó là toàn bộ về cái phần hiệu chỉnh bass to mid treble của các loa PatiBox. Bên cạnh đó thì cái app PatiBox này sẽ hiệu chỉnh được về các cái phần mà tạo một cái nhóm loa. Thì ở đây trên các cái dòng mới của loa JBL thì chúng ta sẽ có một số cái công nghệ như là công nghệ AuraCAD này. Thì việc có công nghệ AuraCAD thì chúng ta có thể ghép được rất nhiều những cái loa vào trong một nhóm loa. Ở đây thì mình sẽ bật mí thêm là thứ nhất là có dòng Stage 320 này, dòng PatiBox Ultimate này, dòng Go 4 và dòng Clip 5 là những cái mẫu loa ở đây đang có sử dụng công nghệ AuraCAD. Thì như các bạn có thể thấy mình đang kết nối những cái loa có công nghệ AuraCAD này vào trong một cái group nhé, để chúng ta có thể phát cùng được một bản nhạc bất kỳ. Ngay sau đây thì mình sẽ phát thử một bài nhạc để cho các bạn xem, để cho các bạn nghe thử nhé. Nó sẽ có một cái loa chính và các cái loa còn lại nó sẽ phát theo. Đấy, rất là hay trên cái mẫu loa, những cái loa đời mới này. Đây, bạn đi vào đây này. Đấy, thậm chí là Go 4 cũng có thể kết nối được với các cái loa 320 Ultimate hay Clip 5 các bạn nhé, thông qua công nghệ AuraCAD. Mà trước đây cái ngày xưa những cái phiên bản thấp hơn thì sẽ không được, nhưng mà nhà JBL thì rất là ưu ái trên những cái phiên bản mới này. Clip 5 hay Go 4 hay tất cả những cái loa to này đều có thể kết nối được với nhau bằng một cái group thông qua công nghệ AuraCAD, rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỹ thuật tiếp theo. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.